Rồi hello anh em nha. Anh em Tuấn em lên cho anh em mẫu xe Innova 2015. Đấy, con này là mang biển Bình Dương 61K02402. Đó, số gánh rất là đẹp luôn nha. Rồi, em nói luôn trong dịp Tết này anh em nào mà mua xe bên em sẽ tặng kèm một thùng bia Tiger mang về nha. Đó, đó là cũng quà Tết cho anh em mình luôn nha. Đó, thì cửa hàng em hôm nay thì rất là xe cũng gần hết rồi. Nói chung là còn khoảng 17 18 con thôi. Đó, nói chung là anh em nào thích xe nào thì alo cho em với số điện thoại là 0904804567 nha. Đó, số đó cũng là số Zalo của em nha. Xe thì em đang cho nổ máy luôn. Đó, con 215 này thì que mâm phay nè, kim xanh đồng hồ đỏ, xi nhan gương rồi nha. Đó, mẫu xe rất là thích hợp cho anh em nào chạy dịch vụ kiếm thêm mùa Tết này thì rất là tốt luôn nha. 7 chỗ giá kẻ phải chăng, mua mau lấy lại vốn, mau lấy lại tiền nha anh em. Đấy. Rồi con này đang bán, hôm nay em bán giá là 348 triệu đồng cho anh em mình nha. 348 triệu đồng là anh em mình sử dụng được mẫu xe này rồi. Đó. Trong gồm 348 triệu nè, em sẽ có những cái nè, hay nhất miễn phí cho anh em nè. Xe đi hết đăng kiểm rồi, em sẽ bao anh em đăng kiểm mới này, cái thứ hai nè. Rồi em sẽ bắt bộ đèn gầm cho anh em mình nha. Rồi em bắt bóng lại hết, rồi em vệ sinh thay nhớt này nọ, tất tần tật anh em về sẵn dùng thôi nha. Đặc biệt con này còn bộ ghế nỉ nguyên zin theo xe luôn nha anh em. Xe thì mang màu bạc, 4 lớp Michelin mới luôn nha anh em. 4 lớp mới thay luôn nha anh em. Đó. Xe thì rất là đẹp rồi. Xe mới rửa xong. Đấy. Xe thì lên full đồ chơi này, màn hình ốp mẹ chrome xung quanh xe luôn nha anh em mình. Đó, 4 lớp Michelin nè. Đấy. 4 lớp mới dài và gỡ rất là dày luôn nha. Rồi em sẽ vào vòng chi tiết của xe cho anh em mình xem nha anh em mình. Đây. Em sẽ vòng keo chỉ của xe nè. Đó. Keo chỉ thì rất là đẹp luôn nha, keo chỉ rin rất là đẹp luôn. Đó, táp ly táp lô nè, cánh nỉ nè, ghế nỉ nè, màn hình nè. Đó, nó có màn hình cam lùi hết rồi nha. Màn hình cam lùi sẵn hết rồi, bộ ghế nỉ. Đó. Xe thì đẹp miên man về anh em mình sẵn dùng thôi nha. Đấy. Đây anh em mình muốn chở đồ thì gấp cái ghế lên. Đằng sau đây là chở được xe máy luôn anh em mình. Đó, chở được xe máy luôn nha. Đấy. Đây, mình ngồi thì mình bật xuống, bật ghế lên thôi. Đấy. Bộ ghế nỉ rất là đẹp nha anh em mình. Anh em mình mua xe và sẵn dùng thôi nha, không làm một cái hết. Đấy, xe bao không một xét không gì nha anh em mình. Đây. Cô về rồi còn nè, hả? Lồng nè. Lồng máy lồng rất là đẹp luôn. Đấy. Em bán chỉ có 348 triệu đồng cho anh em mình có xe đi Tết cho đi du xuân nha. Đấy. Mâm phay rồi, đồng hồ đỏ, bốn mâm mới rồi luôn rồi. Đấy. Đó, phần máy móc này em sẽ giới xác cho anh em mình nghe tiếng máy nha. Máy con này thì nổ thì thầm luôn nha, máy rin luôn nha anh em. Em bao cho anh em máy rin nè, ốc còn ốc chấm 7 màu nè. Máy rin đây cũng ABS trong con phanh nè. Đó, ốc cabo nè. Ốc cabo cũng như là kêu chỉ cabo nó xin luôn nè anh em. Đó, anh em mình cứ lên đây xem xe và chạy thử nha. Đó, lòng máy này rất là đẹp luôn nha. Đó, xương sẩu nè. Chứng tỏ con xe nó không có đâm đụng gì hết nha. Đó, máy này không nhớt nè anh em mình. Đấy, em bán chưa 348 triệu đồng nha. 348 triệu đồng cho mẫu Innova 2015 bản EC gia đình nha. Đấy. Xi nhan gương nè. Đấy. Các chức năng thì em cũng không giới thiệu gì nhiều. Nói chung là dòng Innova bản đủ thì nó cứ có nhiêu đó chức năng thôi. Đó, kính auto nè. Rồi mấy cái này là xi nè. Rồi gương kính trình điện nè. Đó. Nói chung là full chức năng hết nha. Đó, xe chạy 95.000 cây nè, đồng hồ đỏ kim xanh nè. Đấy, màn hình Android nè, có định vị chỉ đường nha anh em. Đó. Xe thì cực kỳ đẹp rồi. Anh em mình về sẵn dùng thôi, không làm một cái gì hết nha. Đó, anh em mình thích thì alo cho em với số điện thoại là 0904804567. Cứ xem xe tại Bình Dương, Dĩ An nha anh em ơi. Đấy. Đây kêu chỉ nè. Đó. Xe nội thất nữ cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, đây là hai cái ghế sau, có thể là mình đi 5 người thì mình dỡ lên mình bỏ đồ vô tư luôn. Đấy. Xe rất là đẹp luôn nha. 345 triệu đồng nha anh em mình. Đây sở hữu được mẫu xe Innova 2015 bản E đủ luôn nha anh em. Đó, mang biển số 61K02402. Xe thì đẹp miên man và sẵn dùng thôi nha. Đấy. Rồi em chào anh em luôn nha.